Hello anh em, và chào mọi người quay trở lại với channel của chị Z. Ôi hồi cái gì nhỉ? Anywho thì mình là chị Z đây và dạo này mình đang tập chơi đội hình 6 thánh đồ anh em ạ. Nhưng mà chưa trận nào thắng được anh em. Đội hình nó khó. Nó kiểu kiểu nó không đủ tanh anh em ấy. Hay mình rốt tới level 7 nhỉ? Mình thể rốt tới level 7 nhá, mình lấy Senel 3, Yon 3, Void 3. Xong rồi đánh 6 thánh đồ với cả một con Void thôi. Được. Có một thể tăng sao. Lên được Yon 3 sớm. Có choi cũng được anh em ơi, có khi thử một phát đi, lâu không thử, không có nhiều người khỏe lắm, bạn trừ bạn này hơi khỏe này nên mình nghĩ mình chơi được nên xui. Choi Gindu Hayate Violet à, ấy xấu nhỉ? Khó thế, bạn này floor xin luôn nữa. Được rồi đó. Ôi, hai tay sấy con kia. Khó của Nam Cường anh em ơi. Mình nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là 29 vàng à. Ê. What the hell? Thôi, tệ 29 vàng được. Hẹn gặp anh em sau chuỗi thua nhé. A few moments later. Anh em đây là mình sau chuỗi thua và mình đang còn mấy bạn như thế này. Và mình đang có hai bạn floor nữa, khá là uy tín. Mình sẽ bỏ bạn này đi. Mình sẽ bỏ bạn này nữa này. Bạn này đi. Ta bút vàng lại đi. Mình đang cân nhắc để mình bán thần. Hoàng. Chắc là mình sẽ tìm một cách nào đó mình cầm máu trước đó nhé, xong rồi nãy mình chơi thánh đồ trận này cũng được. Xui mà tìm được mấy con Yon, tại vì mình cũng đang hơi muốn đánh thánh đồ, đánh quả 6 thánh đồ ấy. Tại bây giờ nhé, mình sẽ roll lên level 7 sớm này, xong rồi mình roll chảy máy Yon Void với cả Senel, tại vì cái đội hình thánh đồ là cái đội hình mà nó nói chung nó full tướng ba vàng ấy anh em, chủ lực là tướng ba vàng nên là mặc dù quả này đánh thú là mắc binh này, nhưng mà thôi mình sẽ chơi thánh đồ nhé, bởi vì mình đang muốn đánh thánh đồ quá. Level 7 nha anh em. Chuỗi thua 3 mình sẽ cố gắng thua một trận nữa, mặc dù thua một trận nữa hơi khó tại tướng mình khỏe. Nên là mình sẽ lên luôn. Và để cử đội hình sẽ để thánh đồ nhé. Ask him how high. Cầm máu Noman và thì nữa sẽ đánh mang thánh đồ. Tất cả thánh đồ sẽ ít tranh tướng em, bên này là roll lên Void 3 với Yon 3 đấy à. Senel 3 sớm lại khá uy tín. Bắt đầu có người cũng bắt đầu đấy. Rất là ghét anh em ơi, lúc mà mình chơi thì mọi người bắt đầu thấy bài này hay là chơi thôi. Xử bạn ấy liền anh em ơi, phải xử bạn ấy liền đấy. Ui. Có được truy hồn. Trọng hơn. Senel à. Bạn Senel đấy chắc cũng không định chơi lâu dài. Chơi lâu dài. Pharaoh đi. Khó đấy. Chấp luôn con Vio đi, chơi Vio này. Chuỗi tăng 1 đúng không? Lấy chuỗi tăng 2 đi. Phương bắt đáy, floor, xiên, ok.
hai xiên dinh truy hồn nó con kia. Ôi sao con hai tay nó xấy hết vậy, á này tê xấy hết rồi. Con mười lăm mười sáu anh em ơi, thoải mái. Ok, chúng ta cứ để Noma nó ở mấy cái floor này cho đến khi nào chúng ta cần cảm thấy đủ rồi thì chúng ta sẽ thôi nhé. Và sẽ theo 6 thánh đồ và sẽ bắt đầu thay dần Noma ra, thay dần bản thân thì cứ còn floor cứ để, khả năng cứ để lại. Còn lại bắt đầu thay dần con các thứ ra. 15 máu, muốn giữ máu anh. Thậm chí bây giờ nhá, mình đắp một con Yon 2 sớm. Rồi mình chơi Yon 2 luôn cũng được, cầm máu tốt. Chơi thế hơi liều nhưng mà mình nghĩ cũng ok ấy. Chơi nhân đôi đam nhá, floor kìa. Floor xin 2 lần kìa. Phải lỗi nhá. Trận trước mình cũng thua do floor phải xin 2 lần chứ sao ấy. Hơi lỗi tí. Phát 7 nhá. Phát 7. Tại vì bây giờ chiến thuật nó cũng, em tưởng tượng là chiến thuật nó cũng anh em đánh danh bình thường đúng không? Ai cũng chơi, thứ nhất là hạc ám này, thứ hai là thú này, thứ ba là anh em lên 9 sớm, lên 8 sớm nói chung. Chơi mãi mình cũng thấy thế là đủ rồi anh em. Bắt đầu chơi dần các đội hình khác đi thôi. Trừ những các đội hình mới thôi. Chơi mãi rồi. Này ra teo sớm đấy. Này AT vẫn đang cần sách thánh này, đúng thật bạn này thắng mình 2 lần à. Khỏe đấy. Cung à. Thì cung của chúng tôi à. Tranh Yon mình. À, bán Norman sớm hơn dự định rồi anh em ơi. Ra để chỗ cho các con tướng khác. Được ghê, được ghê. Đồ ok đấy, đồ này em đánh thú thì đúng là mắc tầm mắc tinh ấy. Nên mình sẽ test một đội hình khác đi, cố gắng. Chơi mãi một đội hình cũng buồn. Già 2. Tìm con già 2, một con thủ vệ. Hai thánh đồ à. Ở lo. Mình không muốn để cái con floor kia xuyên đôi lắm nhỉ. Để cái này trông hơi kỳ mà thôi không sao. Hai con floor này mỗi con xuyên một con. Xuyên Yon 1 hơi yếu, nhưng Yon 2 luôn không. Nó còn luôn buồn. Hai truy hồn đi. Giả đấy cũng quan trọng. Hai con bán thần để chuẩn bị bỏ. Bắt đầu roll nhá anh em nhá. Rồi mình góp một kia đi. Nhìn ngân góc này. Nhìn ngân góc này. Tần hình bán kia đi. Nó luôn sớm anh em.
Floor. Floor bây giờ cũng khá là khỏe, mình cứ để một con Floor này đánh một tí đi. Voi 2. Thời gian Voi 2 cũng khỏe nhỉ. Hai con này đều ok. Bằng cách nào đấy mình vẫn tin tưởng con Floor hơn một chút anh em. Trận này bắt đầu khỏe điên đấy. Đánh đứng yên luôn mà anh em. Bỏ đi. Đến lúc rồi. Cờ Red à? Nhưng mà không có Ngọc Đại anh em ơi. Có Ngọc Đại mình chơi Red luôn được ấy. Thương bắt đáy bên nào? Thương vẫn bắt đáy thôi anh em ơi. Floor vẫn còn nhiều. Nhiều floor lắm. Thôi đứng đây. Gì này? Vội thế, bạn sống vội thế bạn ơi. Sống gì bạn sống vội thế. Voi ulti đi em. Chết rồi. Bán mất con kia đi rồi đấy. Voi ulti 2 lần này. Ulti được. Ui. Này. Có voi 3 này. Bình tĩnh nhá. Chậm chậm. Ron ở level 7 sao chơi Senel 2 vậy? Mỗi mình chơi Senel thôi mà. Sao chơi Senel 2 vậy? Có Zina này để 1 thôi nhá. Không cần Zina 2 đâu. 1 thôi. Lo xuống đáy à? Bắt con Gindu à? Ui đẹp thế. Voi ulti sớm này. Cứu con Yon này. Gindu này có thủ vệ anh em ơi, Gindu này sống được một chút nữa. Con Senel 1 này cùn quá, nó không hồi được máu cho con Yon của mình. Cần thêm một tí sức đề kháng anh em ơi. Voi 3 đấy. Nhà mình chưa muốn lên đâu. Chờ một chút nữa đi. Mình nghĩ mình sẽ Yon 3 bằng Voi 3. Yon quan trọng hơn anh em ơi. Chúng ta sẽ tích Yon 3 trước đi. Voi này mình sẽ roll từ từ, sẽ lên được Voi 3 thôi. Hai con nữa. Senel 2 rồi. Vẫn đang roll từ tốn anh em. I can hear you screaming now, calling me. Ồ nha. Calling me is my fault. Này trong voi đi. Cay nhỉ, nhiều sát thủ quá, nhiều sát thủ quá. Nhiều sát thủ quá anh em ơi. Đấy, 15 con nắc rồi đấy. Khiếp, mấy bạn đánh gớm thật, 15 con nắc nơi rồi. Sợ quá anh em ơi, sợ quá. Thương bọn bắt đáy bên nào đấy. Thương bắt đáy bên này không. Quá sợ quá. Tan mà thôi. Ui này. Em nào ulti sớm lên. Giá ignite chóa được nó này. Senel hồi máu được này. Voi ulti được thêm một phát nữa là ngon này. Ok luôn, thế là mắc ping rồi. Thêm 2 chưa chắc ăn được mình đâu anh em ơi. Ôi ơi, sao nó bổ ghê thế. Ôi ơi, bạn làm bổ phế chỉ thái lộ à? Cái gì đấy? Ma nó bổ gớm thật. Không, công nhận quả đấy bổ gớm thật. Cách cánh quan trọng quá. Yến mình cần một con cát. Cách cánh thôi nhá. Senel không? Yon. Yon. Nenzo này bán đi mua lại được. Ok. Cần một con Yon nữa thôi anh em ơi. Một con Yon nữa thôi.
voi cũng gần hai, này chỉ cần một con do nữa thôi. Đây này con ba phát xong rồi mình phải làm eco lên 7, nó lên 8 chắc thứ ơi không muộn mất. Này cũng hơi muộn rồi, chúng các bạn lên 8 hết rồi đấy. Mỗi mình ở 7 thì mình chơi thôi. Chấp nhận thôi anh em. Có được Yon sớm thì đành phải làm vậy thôi. Xem em ulti một phát là hồi lại tìm máu cho anh nào. Gọi tìm máu cho voi cũng được. Voi ulti xem em hồi máu. À bị hắc ám đánh rồi không hồi máu. Má lại còn gặp nhiều hắc ám nữa. Nhiều vấn đề. Chưa thua được rồi. Ok. Giờ rồi anh em ơi, nó đến cái đoạn nó đen đủi rồi. Chờ một chút, không vội. Hơi vội nhỉ. Thua thêm trận nữa cũng được, không sao. Tịnh, chơi được. Đủ đây. Sắp vòi ba mà. Không vội. Theo công ty trượt kìa. Voi công ty được này, Ignis ổn được này. Yon đông cứng con này. Theo bắn thẳng đẹp thế. Theo bắn đẹp quá. Thôi được rồi, vội đấy. Vội rồi đấy các bạn ơi, các bạn. Chúng tôi đến giờ chúng tôi phải vội rồi. Kính thưa quý khách, đã đến giờ chúng tôi vội. Em đánh sang bên này luôn. Chưa đủ đam đâu anh em, chúng ta cần thêm một con tướng nữa, một con Volcat nữa. Thể cần thêm một con John 2 nữa thì cũng đủ chứ. Cần đấy. À hôm trước bạn nào comment bảo là hình như là nếu mà bọn hắc ám mà bọn nó đánh vào người mình thì mình bị cấm hồi máu, đúng thật như sao ấy. Nghĩa là con hắc ám phải đánh gây đam vào người mình hoặc là không biết gây đam hay là đánh thường hay gì đó ấy. Nhưng mà nó phải tác động gì đó vào người mình thì mình mới bị trừ máu. Thì đấy là một cái khá hay. Đội này mình cũng chơi thử nhiều kiểu nhá anh em nhá. Mình chơi thử cả gì nhỉ? Mình chơi thử cả mình roll lên level 8, mình roll lên level 9 các thứ rồi. Nói chung cả hai cách đấy rồi mình thấy đều top 7 top 8 nên là nên là mình đang thử đổi mới một chút, mình sẽ roll ở level 7. Trận này trận đầu tiên mình roll ở level 7 đấy. Nên là thử nghiệm thôi nhé. Roll level 8, level 9, nó top 7 thì mình thử roll ở level 7 xem nó có top 1 không. Cần huân chương hải thần cho con voi. Cái này mình sẽ ném tặng đăng Senel hay gì cũng được. Senel chắc là mình sẽ lên được từ từ thôi. Roll chậm chậm lên thôi. Bây giờ Có một cái là mình đang không biết. Nếu mà mình thêm một tướng nữa, mình thêm con gì? Thêm con Crest này. Không biết luôn, không biết là thêm con gì sát thủ. Senel thôi, hơi nhầm Senel. Cái này thì cho này đi. 7 tướng đánh 9 tướng anh em ơi. Chúng ta bây giờ là cái giai đoạn khó nhất của game này này. 7 tướng chúng ta phải đánh với nhau với 9 tướng rồi mà. Sao? Tự tin sẽ làm được. Tướng bắt đáy ở giữa, tướng bắt đâu đấy. Tướng bắt đáy ok. À, con đầu đấy. Voi hồi máu đi, các thứ đi. Ignis ulti, Senel ulti, Yon ulti sấy, ok. Voi ulti. Ok, Voi ulti, Yon sấy. Voi vẫn ulti, Yon vẫn sấy, ok anh em ơi. Hai con bài quan trọng nhất của mình vẫn đang hoạt động hiệu quả. Dù hơi ít đam nhỉ. Giác hơi ít đam không?
không ăn được mình đâu, nhưng mà mình cũng không ăn được người ta nhở. Có sách thánh rồi mà. Con chưa hải thần đi. Thánh mình cho con Chanel cho nó ulti một tí. Nó cho con già. Già nó ulti luôn đi. Quá quá. Con già này nó thôi cho Chanel đi. Điểm cho Chanel nó đi. Ba đồ vốn cát cho Chanel anh em ơi. Chúng ta có một cái quả thương ở kia thôi mong thì chúng ta sẽ đáy được bên này này. Để góc này vào đáy. Teo ulti đẹp à? Voi ulti được không? Ôi chết bà gì? Quên con Nakot này rồi anh em ơi. Thôi xong rồi đi rồi. Con này dễ là đi ở đây rồi. Ta ơi chúng ta ơi. Ta ơi. Ta dễ con này đi rồi. Tà máu đi chứ. Đi rồi. Đi rồi, đi chắc luôn, quả này không đi làm bố. Sao mình lại gì con Teo, con John này vào đấy nhỉ? Ôi, vẫn top 7 ạ. À? Không hiểu sai ở đâu nữa. Ôi, trời ơi. Mình đánh thử một trận lên level 8 rồi mới roll rồi này. Lên level 9 rồi mới roll rồi này. Level 7 roll cũng không được. Sao mình kết luận là cái đội hình này nó không đánh được thôi anh em ơi. Bạn ấy đến 9, bạn ấy có Vonkat. Nhưng mà Yon của mình vẫn save được Vonkat mà. Yon của mình, Yon mình 75% thành đồ. Đánh kiểu gì nhỉ? Có ai? Có ai biết cách đánh cái đội hình thánh đồ này không? Em chỉ mình với mình khổ lắm rồi. Mình thử mọi kèo rồi, mình thử mọi kèo đánh cái đội hình, mọi cách để đánh cái kèo này rồi mà mình không thể nào đánh được. Ờ mà trận này à không, trận này mình roll level 7 không có quy. Mấy trước mình có thêm con quy nó tanh được một tí nữa. Mà có quy phải roll lên level 9. Level 9 rồi roll. Giữ Yon 2, Chanel 2, Void 2. Con phát 9. Lấy con Quy, Quy vào thay coi một con gì đó, thay con Zina, thử mình hay thay Zina. Zina. Eo thì nếu mà anh có cách đánh nào để đánh cái đội hình 6 thánh đồ này thì anh em góp ý mình dưới phần comment nhé. Mình chật vật cả ngày hôm nay để đánh rồi nhưng mà không đánh được. Vậy thôi, với mình đến đây cũng kết thúc rồi. Mình thích cả, các bạn thích cái kit trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.